Hơn 700 người mắc kẹt ở Đà Nẵng sẽ được đưa về sân bay Tân Sơn Nhất và dự kiến cách ly tập trung 14 ngày để bảo đảm an toàn. Chiều 6 tháng 8, bác sĩ Nguyễn Chí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã cùng với các đơn vị liên quan bàn phương án tiếp nhận số người sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh còn kẹt ở Đà Nẵng trong những ngày tới. Số liệu phía Đà Nẵng cung cấp có khoảng 700 người đăng ký về sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng chưa biết bao nhiêu người đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo phương án, những người này sau khi xuống sân bay sẽ được cách ly tập trung, ông Dũng nói. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, đến chiều 4 tháng 8, tổng số khách bị kẹt lại địa phương này do thực hiện giãn cách xã hội là 1.695 khách, trong đó có 961 khách đăng ký về Hà Nội, 734 khách đăng ký về thành phố Hồ Chí Minh. Sở đang rà soát tránh trường hợp sót khách đăng ký. Số lượng có thể thay đổi nhưng không đáng kể. Thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản đến Bộ Giao thông Vận tải, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị phương án bố trí đón người về trên cơ sở số lượng của thành phố Đà Nẵng đã cập nhật ngày 5 tháng 8. Sau khi hai địa phương sẵn sàng, Bộ Giao thông Vận tải cho phép bay, Sở Du lịch làm việc với các hãng hàng không và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về thời gian bay, các chuyến bay, tổ chức đưa khách ra sân bay đúng quy định phòng chống dịch, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, đã làm việc với hai hãng hàng không Việt Nam Airlines, Vietjet Air để lên phương án vận chuyển khách mắc kẹt. Các hãng đã cam kết bố trí phương tiện đầy đủ. Do các địa phương cần thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ nên hiện chưa chốt được lịch khởi hành của các chuyến bay này. Tại cuộc họp của Ban điều phối hoạt động tiếp nhận người thuộc diện cách ly y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu đều thống nhất phương án cách ly tập trung tất cả hành khách trở về từ Đà Nẵng 14 ngày. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tiếp nhận cách ly hành khách là người dân sống tại thành phố. Các hành khách ở tỉnh thành khác sẽ được Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp với các tỉnh để đưa về cách ly tập trung tại địa phương nơi mình sinh sống. Ngoài ra, cảng vụ hàng không miền Nam đề xuất hành khách các tỉnh thuộc quân khu 7 sẽ đáp xuống Tân Sơn Nhất, còn những người các tỉnh thuộc quân khu 9 sẽ đáp xuống Cần Thơ. Đồng thời, hành khách phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và địa chỉ cư trú trước khi bay 2 đến 3 ngày để được xác minh, chuẩn bị địa điểm cách ly, phương tiện đưa đón chu đáo và đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, Ban điều phối và các trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng kiến nghị Đà Nẵng xét nghiệm sars nCoV cho các hành khách trước khi rời khỏi Đà Nẵng. Thành phố Hồ Chí Minh hiện ghi nhận 8 ca nhiễm nCoV trong đợt bùng phát COVID-19 vào cuối tháng 7. Tính đến sáng nay, có 43.898 người từ Đà Nẵng trở về thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 7 đã khai báo y tế và 30.581 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó 17.365 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả. 1.507 người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung và 7.716 người đang được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú. Toàn thành phố có hơn 30 khu cách ly tập trung, trải đều khắp 24 quận, huyện. Trường hợp khẩn cấp sẽ mở rộng cơ sở cách ly tại các đơn vị quân đội. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh có 5 bệnh viện chuyên điều trị COVID-19 với đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại, gồm bệnh viện bệnh nhiệt đới, bệnh viện dã chiến Củ Chi, bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ, bệnh viện Nhi đồng thành phố, Nhi đồng 2 nếu người nhiễm là trẻ em, bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 được trưng dụng khi số ca nặng tăng cao. Thành phố Hồ Chí Minh còn có thêm 47 bệnh viện công lập và tư nhân có khu cách ly, sẵn sàng tiếp nhận, khám sàng lọc và thu dung điều trị người nhiễm nCoV. Chưa kể đến các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành đóng trên địa bàn.